mình sẽ cho nó vào đây ha, những cái phần phụ họa như vậy. Và mình sẽ có một cái gọi là seashell nữa. Đây là cái seashell ha. Ok. Về cái phần bông á, cái cánh bông này nó lớn quá, mình sẽ cắt cho nó nhỏ chút xíu nha. Mình chỉ cần một lá cho một ngón hoặc là hai lá thôi. Nếu mà cái mình đưa hết bốn cánh bông như thế này thì nó rất là lớn, nên mình chỉ cần cho nó một hoặc hai cánh thôi ha. Mình sẽ cắt nó ra. Christine là sử dụng cho hai ngón thôi, nên mình chỉ cắt là cho mỗi cái ngón tay là mình cho hai lá nha. Mình cắt nó nhỏ ra. Mình chuẩn bị hết những cái dụng cụ như thế này, đến khi mà mình làm á, mình không có cần là chạy đôn chạy đáo và mình tìm kiếm nha. Ok. Yeah. Giờ mình sẽ cho nó qua một bên. Bây giờ mình sẽ cho nó cho primer. Bắt đầu là công việc đầu tiên, mình sẽ cho cái primer. Hi JD, hi Derry, hi Katie, hi Lai Lê nha, hi Dianis, hi Linh Nguyễn. Mình sẽ cho primer vào hết 10 ngón tay của mình ha. Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ ha. Đối với ngón út là Christine sẽ cho nó màu tím nha. Đó, Christine sẽ cho nó màu tím. Màu tím đẹp không cả nhà? Ok. Màu tím mình sẽ đưa từ từ vào ha. Mình sẽ từ từ vuốt thôi, nhẹ nhàng nha. Màu rất là ngọt và dịu, màu tím tôi yêu đấy. Màu này là màu số 46, màu số 46 trong 50 màu của Chastel nha. Màu rất là nhẹ nhàng, dễ thương luôn, thương quá đi. Hi Tina, hi Katie, hi Peter. Hi củ khoai lang nóng. Củ khoai nóng, sorry nha. Củ khoai nóng. Mình sẽ từ từ chăm sóc cuticle ha. Mình sẽ cho phụ họa thêm một chút xíu glitter. Mình sẽ cho giống như là ombre như vậy ha. Thì đa số là cái ngón út Christine Icky chấm diamond lắm. Đó, mình chỉ cần phụ họa thêm cái glitter là nó đã đẹp rồi. Màu rất óng ánh nha. Jenny Nguyễn, chị đang xài liquid có trong shop online Just Nail nha. Thank you Tina, hi Nân Nân, hi Maria. Thank you Katie em. Màu đẹp quá ha. Ok. Bây giờ là mình sẽ, khi mà mình xong rồi, mình sẽ cho một lớp bột clear mỏng nha. Một chút xíu thôi, thật là mỏng thôi nha. Mình sẽ cover cái glitter mình có vào. Từ từ và vuốt xuống thật là nhẹ nhàng ha.
không? Mình sẽ cho cái móng của mình có cái độ cong, hơi cong. Hai anh tình yêu. Thank you anh nha. À, vì chắc cái tên anh xuất hiện là em đang để bột nên không thấy mà trôi nhanh quá. Thank you Peter. Thank you Jenny. À, Hoàng Phấn là Christine đang đắp cỏ số 14 nha. Cỏ số 14 của Chastel. Hi Alicia. Ok, còn cái ngón này là Christine sẽ đi cho nó. Christine sẽ đi cái màu ombre nha. Ombre purple và màu hồng. Hai má ta. Khi mà Christine đi cái bột á là không có nhìn được cái màn hình điện thoại. Đó, mình đi từ từ thôi, mình sẽ đi ombre ha. Màu đẹp ha, màu quá ngọt ngào nè. Hi Leslie, hi Christy, hi Mata. Họ chỉ đắp sao cho ra glitter hả? Thì mình lấy một chút xíu, mình sẽ từ cuticle mình kéo xuống nhẹ nhẹ nha. Khi mà mình kéo xuống á, là cái phần ombre á, mình sẽ đi thật là mỏng thôi. Còn cái phần cuticle mình phải cho nó dày chút xíu nó mới ra ombre. Chỗ này dày nhiều glitter và chỗ này ít mỏng glitter nha. Hai Trần Ngọc Thanh. Cô Khoai Lang ơi, lát nhắn tin cho Christine trước nha. Nhắn tin sau đó là Christine thấy cái message là Christine sẽ nhắn lại nha. Vì nhiều khi á, khi mà xuống cái like rồi á, nếu mà không nhắn lại cho Christine là Christine quên á. Nhiều tin nhắn quá nên á, nhiều khi á, Christine đọc nếu mà khi mà trả lời trễ mọi người thông cảm nha. Hai Jimmy. Đây ha, những cái màu này rất là ngọt, màu hồng và màu tím. Màu hồng dịu dàng, màu tím thơm mỏng. Mình chỉnh cho nó thật là nhẹ nhàng ha. Hi Moni, hi Judy. Trời ơi nó bị lợm rồi, không sao. Mình sẽ lấy cây cỏ thần thánh của mình là mình vuốt lại. Bây giờ khi mà mình đi ombre như vậy đó, sau đó mình sẽ cho cái cánh bông của mình vào. Trước khi vào thì mình sẽ cho một chút xíu clear mỏng cho nó ướt thôi. Mình sẽ đặt những cánh bông của mình vào nha. Mình sẽ đặt cánh bông khi mà nó ướt nha. Lát nữa là mình sẽ vẽ cho nó họa tiết. Khi mà mình đặt vào, mình sẽ thay vào đó mình sẽ cho những cái cánh vàng, những cái lá miếng vàng miếng á, cái này gọi là vàng miếng á, mình cho vào xung quanh nữa. Khi mà lát xong á, mình sẽ vẽ ha, mình sẽ vẽ cho nó có hơi có cái line nha. Mình sẽ vẽ những cái line màu đen vào và nhìn cái design của mình á, nó ra một cái lá mà có những cái răng cưa nữa. Đó, sẽ bồi thêm một chút xíu clear ha. Hi, xin chào cả nhà nha. Bây giờ là Christine đang đắp cái bột nên nhiều khi không say hi được cả nhà. Mọi người thông cảm nha. Khi mà xong rồi mình sẽ phủ một lớp bột clear thật là mỏng thôi. Vừa cover cái lá của mình.
Hi Mai Nguyễn. Hi anh Kevin. Hi Annie. Hi Alice. Xin chào. Bây giờ là mình có hai ngón ha, vừa có màu hồng ha. Ngón kế tiếp là mình sẽ đi ngón kế tiếp là mình sẽ đi mobile. Mobile thì mình sẽ có màu tím nữa. Mình sẽ sử dụng một cái màu gọi là off-white ha. Ngón này thì mình sẽ sử dụng cái màu off-white và màu tím, màu hồng và màu tím đậm để mà làm ra cái mobile nha. Mobile này nó thật là không có màu sắc là mạnh quá, nhưng mà nó có cái màu sắc dịu dịu thôi, vì mình sử dụng những cái màu nhẹ. Ha. Mình đi từ từ thôi ha. Ba màu. Màu trắng, màu tím và màu hồng. Đó, mình đập nhẹ nhẹ từ từ thôi, nhưng mà không có vuốt nha. Khi mà mình đi cái mobile này là mình không có vuốt nè. Mình từ từ ôm vào thôi. Mình đi nhẹ nhẹ ha. Khi mà ra cái âm rầy như vậy đó, vì cái design của mình á không phải là chủ yếu cái mobile, đúng không? Mình chủ yếu là mình kết hợp những cái gì mà mình phụ kiện mà mình có. Nên bây giờ là Christine sẽ cho nó một chút seashell nha. Đây là cái seashell ha. Seashell này mình cũng pha với bột clear thôi. Đó, Christine đi lại ha. Seashell. You want right? Yes. Thích quá à, yêu quá đi. Đó, mình cho một chút xíu seashell vào đây ha. Chỉ cần những cái màu này là mình không làm được. Mình thêm phụ kiện vào, sau đó mình cho những cái này vào ha, để cho cái design của mình ở đây nó bóng nè. Không, nó sáng nó sẽ làm cho cái tâm của mình ở đây nó bóng. Chỉ cần thêm hai đường thôi. Hi Linh Mi. Thank you, thank you. Xin chào cả nhà nha. Christine đang lên bột nên nhiều khi không say hi được tất cả mọi người. Khi mà xong rồi mình sẽ cho một lớp bột clear thật là mỏng thôi, đủ để cover tất cả lại. Đây xong. Đó, mình đi từ từ và thật thoải mái. Từ từ thôi nha. Không vội. Hôm nay là Christine làm live là không có vội nha. Đó, mọi ngày nếu mà design á, nếu mà có design hay là bông 3D hay là gắn diamond á, thường là Christine sẽ làm một tay trước. Nên là cái tay thứ hai á
Christine sẽ làm cho nó thật là nhanh. Tại sao? Tại vì khách nó ngồi lâu quá. Nó ngồi mà nó sốt ruột, mình cũng sốt ruột theo. Hai anh Tuấn Hoàng, hai chị Đào, hai Huỳnh Châu, hai Michelle, hai chị Thúy Nguyễn nha. Happy New Year. Happy New Year, hai mảnh giỏ. À, bây giờ là mình ra có ba ngón rồi nha. Khi mà lát Christine làm bên tay kia là Christine sẽ đổi lại một chút xíu. Ok, bây giờ là người khách yêu cầu là nó sẽ có một chút xíu diamond. Nên cái ngón này là mình sẽ thiết kế làm sao để mà cho nó, lát khi mà mình để cái diamond vô á, là cái diamond nó show up nhiều hơn, đúng không? Nên cái ngón này là Christine sẽ cho nó là hai màu ombre thôi. Màu dễ thương quá đi. Hai Michelle, hai Hằng Trương, những cái màu này á, Christine thấy là ai cũng thích đó, vì cái màu nó nhẹ nhàng lắm. Đây ha, mình sẽ cho nó từ từ thôi, bột rất là dẻo nên mình rất là dễ đắp. Hai Hằng Trương, hai chị, thank you chị, cảm ơn chị nha. Hai Katie Lee, hai mảnh giỏ đầu năm được cái đặt cái tên mà thấy sợ quá, cái gì mà sát thủ chắc nào. Hai Vô Nguyễn. Ok, bây giờ là mình sẽ cho một chút xíu ombre. À, mình nhẹ nhàng bước xuống ha, là nó sẽ có ombre. Ngón này nữa lát là Christine sẽ design cái diamond, nên là Christine sẽ để như vậy thôi, chỉ cần ombre như vậy thôi ha. Là khi mà mình design ra thì nó, khi mà mình phối với bốn ngón kia là nó không có bị màu, không có bị chói. Chị xài lít thịt gì hả? À, lát nhắn tin cho chị nha, Katie Lee, là chị gửi hình cho em cái liquid mà chị đang xài nha. Hai Philip Thái, hai anh Tùng Thanh Hồ, hai Trần Anh Tuấn, hai Du Nguyễn, hai Vân Vina. Khi mà cái ngón cái thường thường là Christine sẽ không có cho cái design nhiều ha, mình không cần gắn bông mà cũng không cần gắn gì, là Christine sẽ cho nó đơn giản thôi. Vì thường cái ngón cái khách, người khách làm việc mà nó hay làm việc nhiều lắm, nên là Christine sẽ cho nó mobile nha. Hôm nay thì mình sẽ cho nó hai ngón mobile, nhưng mà mình sẽ cho cái màu tím nhiều hơn, vì mình muốn cho cái ngón cái á của người khách nó cũng nổi bật hơn, đúng không? Mình sẽ cho màu tím nhiều hơn. Mình sẽ đi từ từ thôi. Khi mà đối với cái mobile này á, dạng mobile này mình không có vuốt nha. Đó, mình sẽ cho nó xuống từ từ thôi. Đập nhẹ thôi nha. Hi and a try. À, em nghe đồn là chị có em gái đẹp hả? Em gái chị đâu có đẹp đâu em. Đẹp hơn chị thôi. Nói giỡn nha. Ừ, chị có em gái. Đây ha, mình sẽ đi từ từ từ. Và rồi mình sẽ kết hợp với cái seashell ha, để cho nó giống cái ngón giữa của mình. Một là mình sẽ cho giống cái này, hai là mình sẽ cho giống có ngón út. Nhưng mà Christine sẽ cho nó giống cái ngón chính giữa nha. Mình sẽ cho một chút seashell.
Thì khi mà đi C-cell á, đối với cái dạng design này Christine không có cho nó hai đường ha. Mình sẽ tập trung một cái đường chính thôi. Rồi từ từ đi xuống nha. Hello Nguyễn Ngọc Nhạn. Hi Cindy. Cindy Tú. Hi Victoria. Hi anh Tom Nguyễn. Hi Vincent. Mình sẽ cho một chút xíu cái này vào. Đó, sau đó mình sẽ cover một chút xíu bột clear ha. Hi Angela. Thế là mình xong một bên tay của mình ha. Đây cái design của mình. Lát là mình sẽ đi thêm những cái phần chút xíu diamond nữa. Hai Linh, hai Phương Trần. Đó. Mình xong một bên rồi. Sau đó mình sẽ qua cái phần bên này ha. Khi mà qua cái phần bên này á, mình sẽ thay đổi một chút xíu về cái vị trí của cái những cái design mình có. Mình không nhất thiết là sẽ cho giống giống nhau nha. Hi, thank you Lily Pan, thank you Phương Trần. Lóc máy em á. À, đối với cái design này á, mình sẽ thay đổi một chút xíu vị trí ha. Ngón này, ngón đeo nhẫn mình sẽ chấm diamond nè. Mình sẽ cho diamond vào cái phần này. Nên mình sẽ đi cái màu ombre thôi. Nên á, mỗi ngón như vậy á, mình không nhất thiết là phải cho nó giống nhau hết. Thank you Caroline. Mình sẽ đổi một chút xíu vị trí và thay đổi một chút xíu về cái tư thế design. Nhưng mà mình cũng không có thay đổi màu của mình. Mình cũng sử dụng một trong những cái màu mà mình đang dùng cho cái bên tay kia ha. Nên thành ra cái design của mình ra nó vẫn giữ được cái nét là không có bị phản lắm. Bên tay này cái tay hơi xa quá, Christine sẽ chỉnh cái camera qua một chút xíu nha. Okay, move a little bit. Yeah, yeah, thank you. Thank you. Hôm nay Cali lạnh lắm, mọi người có biết không? Hi Kevin Dương. Đây ha, mình từ từ và thêm vào cho nó đầy đầy đặn.
Thế là mình có xong một ngón rồi nha. Chị dùng màu tím của Just Nail nha, Lily Panda, hai Trịnh Huỳnh, hai Thanh Vi, hai Kim Anh Nguyễn. Thấy không? Mọi người có thấy rõ không? Camera như vậy đủ gần chưa? Hai Thanh Vi. Ok. Christine đang dùng cái màu số 46 và số 13 nha. Màu tím có trong Just Nail. Còn cái ngón này là Christine sẽ đi cái mobile ha. Mình sẽ đi từ từ và thực mỏng thôi, không cần dày khi mà mình đi cái phần mobile. Vì lát nữa là mình sẽ cover bằng một lớp bột clear nha. Màu trắng, màu tím, màu hồng và màu tím đậm. Đó, mình sẽ kết hợp 3 màu lại, 4 màu lại. Mình chỉ đập thôi chứ mình không có vuốt nha. Mình đập nhẹ cho nó đều thôi, cái mặt móng thôi. Vì cái design nếu mà mình vuốt á, thành ra là nó mất mobile. Bây giờ mình sẽ chỉnh shape, chỉnh lại ha. Từ từ. Hai Phong Trừng, hai Quang Ly, hai Uyến Nguyễn nha. Ok, đối với cái ngón mobile hôm nay, đối với cái ngón mobile ở đây thì là Christine sẽ cho một chút xíu foil, cho một chút xíu foil vào đây. Đây, Christine cho một chút xíu foil vào đây nha. Và đây, đối với cái ngón design này là foil mobile đây thì Christine sẽ không cho C-cell nữa. Thay vào đó là mình sẽ cho một chút xíu foil. Đây ha. À, khi mà mình có cái Hello Minh Ngô, hai Carlos, hai Tracy Vong, hai Jolie Nguyễn, hai Linh Trần, hai chị Trang Phạm, hai anh Quang Lê, hai Yến Nguyễn nha, hai Vi Trần. Bây giờ là mình sẽ clear, cover bằng một lớp bột clear thật là mỏng. Vì cái foil của mình á, hồi nãy là mình cắt nó mỏng. Cái foil này rất là dễ làm ha. Nó không có bị dày, nó không có bị cộm, nên đến khi mà mình cover bằng bột clear như vậy á, nó không có bị u lên, nó nằm lắm. Chỉ cần cái bột ướt á, khi mà mình dán vô là nó dính à. Thank you Jenny Phan, thank you hai chị Thanh Nga, hai Tú Beo, hai Vương Lê. Đó, bây giờ cái mình đã xong hai ngón ha. Mình sẽ qua ngón tiếp theo. Đó, ngón này là Christine làm cho nó có cái bông bột nha, có cái bông. Relax. Mình cũng sẽ làm ombre ha. Ombre và mình sẽ cho cái lá khô vào, cái bông khô vào. Cái bông khô này á, nó không có nét nhiều. Nên á, nếu mà mình để bông khô, cái dạng bông khô này một mình á, lát mình không có thêm cái họa tiết vào á, thì nhìn nó cô đơn lắm. Nên lát nữa là Christine sẽ vẽ một chút xíu những cái gân lá vào.
Bây giờ mình sẽ từ từ cho nó đủ cái độ dày của mình nha. Đó, khi mà mình đủ độ dày rồi đó, sau đó mình mới đi cái âm rè. Hai anh Trường ca. Hai lấy nào Hà. Mình cũng sẽ đi cái âm rè màu hồng. Đó, mình sẽ đẩy từ từ và đẩy sát cái phần cuticle. Khi mà xong rồi cái bột nó còn ướt nha. Nếu mà bột nó khô á thì mình nên cho một chút xíu cái bột clear vào. Còn nếu mà nó còn ướt á là mình chỉ cần để vào thôi. Mình đặt vào như vậy nè. Sau đó mình lấy cái cọ của mình á, mình ấn nhẹ một chút xíu. Đó, cái ngón này là Christine sẽ cho nó hai lá nha. Đó, hai lá cho nó đầy đặn một chút xíu, nó sẽ khác cái bên kia một chút xíu. Hai lá nó sẽ ra như vậy. Nó sẽ ra như vậy ha. Sau đó Christine sẽ cho một chút xíu clear vào. Và một chút xíu foil mình có. Cái foil này rất là dễ ha, vì nó chỉ cần ướt thôi là nó dính rồi. Hi Nathan, thank you Maria, thank you Maria. Hi Tony, hi Kha. Ok, bây giờ xong cái này là mình sẽ cho một lớp bột clear ha, bột clear mỏng thôi, đủ để cover cái bông của mình là được. Chị ơi, giúp em này được không? Hi Smile, hi Huỳnh Nobita, hi, chào cả nhà nha. Cả nhà có khỏe không? Hôm nay là thứ tư, mới thứ tư thôi, mới qua Tết thôi. Bây giờ là mình xong cái cặp bông của mình ha. Mình sẽ qua cái phần kế tiếp là cái ngón kế tiếp. Ngón kế tiếp này là mình sẽ làm ombre seashell nha. Đây ha, Christine sẽ đi một chút xíu ombre màu purple ở đây.
Đây âm rầy ha. Mình cho cái âm rầy này trước. Sau đó là cô xin sẽ cho cái seashell. Đó, mình sẽ cho cái phần seashell vào đây. Mình không có nhất thiết là phải cho nó đều ha, vì lát nữa là mình sẽ cover bằng một lớp bột clear. Sau đó là mình sẽ cho một chút xíu clear cho phần dưới này. Đây ha. Sau đó Christine cũng cho một chút xíu cái foil. Cái foil nha. Đây ha, đây là cái mình có đây. Sau đó mình cũng cover bằng một lớp bột clear thật là mỏng thôi. Christine cho thêm một chút seashell nha. Ok, bây giờ mình cover bằng một lớp bột clear thật là mỏng. À, những cái design này á nó dễ làm vì mình không có cần vẽ nhiều. Mình chỉ cần những cái glitter, seashell hay là những cái foil đồ thôi là mình làm ra được những cái design người ta thường hay gọi là design ẩn á. Tức là mình xong ha. Mình sẽ qua cái ngón cái. Hai Angela. Giống chị lúc ẩn lúc hiện hả? Chị đâu có ẩn đâu, chị vẫn mỗi ngày đó. Hai anh Tommy Trần. Ngón này thì mình sẽ đi cái mobile ha. Xíu. Very cool. Dễ thương quá à. Cái mô bồ dễ thương quá à. Toàn là những cái màu mà Christine thích nè. Đó, purple, hồng và trắng. Mình sẽ cho hai cái ngón cái nó hơi giống nhau nha. Nhiều quá mình lấy ra nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần seashell vào. Thank you Smile. Hi anh Tài Nguyễn. Hi Kelly, Matthew. Thank you Trần Anh Tuấn nha.
Đó, khen Christine cái nail đẹp quá. Ok, bây giờ mình sẽ cho một chút xíu sea salt vào đây. Vì khi mà mình cho những cái miếng foil vào đây vậy đó, mình sẽ làm cho cái sea salt của mình nó sáng lên thêm, đúng không? Mình sẽ làm cho nó sáng thêm nè. Thank you, Smile. Hi Hà Trần, thank you chị. Smile met boyfriend hả? Vậy là Trần Anh Tuấn có boyfriend ha? Đâu? Mình sẽ cho cái bột clear cover cover cái seashell và cái foil của mình. Hi Tan Tanya, hello, hi. Thank you you watching my video. Thank you. Ok, bây giờ cái bàn tay bên này mình cũng xong ha. Hai bên như vậy mình không có cần nhất thiết là phối hợp cho nó giống nhau, nhưng mà mình cũng sử dụng những cái màu mà mình đang có để tạo ra một những cái design nó khác cho hai bên tay, nhưng mà khi mà mình phối chúng lại với nhau đó, nó vẫn rất là khớp. Bây giờ mình sẽ qua cái phần giũa nha. Màu đẹp quá, đúng không? Dễ thương quá đi. Hai tháng về, thank you so much tháng giá. Hai Trung Hoàng, hai anh Trần Thịnh, hai thank you chị Quyên Mai nha. Hai Annelie. Bây giờ là Christine sẽ clean. Yeah, just wait a little bit dry. Yes, I find it for you right now. Mình sẽ đóng nắp lại những cái gì mà mình sử dụng rồi ha. Hi Emily, thank you. Hi Steven Trần. Đó, mình sẽ dụ cho chúng nó đều nhau. Những cái ngón tay nó đều nhau. Hi Kyle, hi Linh Phan. Hi Kyle. Kyle, Kyle. Chịu chưa? Chịu chưa? Hai anh đem nhiều Nguyễn. Nên những cái design như vậy mình không có cần biết vẽ, mình cũng có thể làm rất là dễ dàng ha. Mình chỉ cần sắm những cái bộ phụ kiện như thế này thôi. Và mình phối màu, mình thích nhẹ nhàng, mình phối những cái màu nhẹ nhàng. Hai anh, hai Nam Nguyễn. Hôm nay Christine gặp một người khách rất là dễ thương.
rất là dễ thương, rất rất là dễ thương. Tay cũng đẹp nữa. Đây ha, mình sẽ dụ cho nó đều nhau. Mình sẽ dụ từ từ cho nó đều hai bên ha. Mình sẽ dụ hai bên nè, cho nó thật là vi thôi ha. Mình để cây dụ như vậy nè. Khi mà dưới này nó bằng á, là cái móng của mình nó là nó thẳng nha ha. Mình để cái cây dụ xuống dưới nè ha. Thấy không? Mình thấy nó bằng không? Nếu mà nó chưa có bằng, mình dụ cho nó thật bằng ha. Như vậy thì nó sẽ ra cái thẳng của mình. Hai nhân đức vỡ à. Nhưng mà cái người khách từ chối nha, người khách chị dễ thương thiệt, đẹp thiệt đó, đẹp lắm, thiệt đẹp lắm đó. Nhưng mà người khách từ chối là cho coi mặt nha. Hi Jamilis, hi Ola, hi Tammy Nguyễn. À, cái bộ móng này nó cũng không có đến nỗi gọi là dài nha. Cái này chỉ là cái medium size thôi. Jonathan. Ok, khi mà mình đi hết rồi. Thank you Phan Hiền, hai Nhung Huỳnh. Dạ màu đẹp quá chị Hoa ơi, Hoa Nguyễn màu đẹp lắm. Có khách mới gọi kìa chị ơi. Nó kiếm em nhưng mà em có hẹn rồi. Em có hẹn lúc 2 giờ á, em xong khách này em làm khách hẹn 2 giờ. Yeah, just wait me feel a little, okay? I finish for her first. Okay, mình sẽ chỉnh cho những cái ngón này đều ha. Hi Kyle. Bí quyết gì hả? Chị có bí quyết gì hả? À, chị đâu có bí quyết gì đâu. Hi Trang Huỳnh, hi Jasmine. Khi nào em qua Cali á, thăm chị nha.
bây giờ là mình chỉnh xong những cái shape, bây giờ là mình vũ ha. Mình sẽ vũ sơ qua một chút xíu. Hai phú quý, hai anh hùng. Thì xin thêm một chút xíu một clip vào cái ngón này nha. Chị hỏi thôi đúng không? Màu mấy hết hả? Màu mấy hết hả? Đây là cái gì? Lạnh hả? Ờ, mở đi, mở đi. Dạ. Mở nhẹ nhẹ thôi. Hôm nay trời Cali thật là lạnh. Hai Thảo Trần, hai Nấm Linh Chi, hai Giang Thần, hai chị Hà Văn. Đây là cái hộp design ha, cái hộp bông mà Christine đang có này. Nó sẽ là một cái hộp như vậy hoặc là không nha. Nhiều khi nó bán nguyên màu thôi, còn cái này nó được có nhiều màu lắm. Cái này nó được nhiều màu, nhưng mà cái một màu của nó có hai cái bông mà mình chỉ có thể làm cho hai người khách thôi là nó hết rồi, hoặc là chỉ có làm cho một người khách nó hết rồi ha. Nhưng mà nó có nhiều màu. Bây giờ là mình sẽ giữ cái phần dưới. Hai Crystal, Lương, hello hai em. Bây giờ mình sẽ vũ cái phần dưới móng nha. Vũ những cái bột nó dốt vào đây nè. Cái đầu vũ này là Christine đang sử dụng là cái đầu Calax nha. Mình có thể là phá keo nè. Mình có thể vũ under như vậy. Như vậy á mình sẽ không có sợ ha. Mình đưa sát như vậy á là mình không có sợ là nếu mà mình sử dụng cây under clean á thì nó dễ cắt da tay khách đúng không? Hai vòng chui. Hôm nay chị kiểm chị hốt hả? Hôm nay thứ tư, nói chung không có bi gì lắm. Mình sẽ vũ cái phần bột á ở dưới và những cái móng mà mình vũ xếp nó dư nha. So thank you. So we go the next slide and then they have the flower dry. They call to the dry flower. And then they be show for you. They have a lot of different kinds. Okay, mình sẽ clean. Cây này là mình khi mà mình đưa sát dưới này á là nó không có sao ha, không có bị nóng mà mình vẫn clean được sạch hết. Khi mà mình vũ xong mình sẽ đi lại một chút xíu ha, mình sẽ kéo cho nó thẳng lại. So message for me 10 years, okay? So I will pack for the link and then you easy to find the flower. Yeah.
Hi Alicia. Hi Annie. Ok. Mình sẽ đi lại thêm một lần. Mình vỗ bước những cái phần tươi nha. Hai Linh Nhi, hai Thu Hoài. Bây giờ cái số lượng của Christine nó gần đầy rồi mà nó nhiều quá. Để lát Christine là kết bạn xong á, chắc có thể là được thêm vài trăm người thôi. Hình như Facebook nó cho có 5.000 người à. Mà bây giờ nếu mà đầy á, các bạn vui lòng chuyển qua bên follow nha. Hình như bên này chưa dụ đó. Hai Thảo Nguyên, hai Trâm Ngô, hai Ngọc Hà, hai Mayra. Mình chăm sóc cái sếp của mình một chút xíu ha. Mình sẽ cho hai cái coi nó gần giống nhau. Ok. Bây giờ là mình chỉ cần qua cái phòng giũa thôi ha. Hello Nga Bằng, hai Nguyễn Đạt, hai Tony, hai Nguyễn Thanh, thank you chị. Hai thank you chị Nguyễn Thanh nha. Hai Mia. Khi mà những cái ngọt cái này mình cũng có thể là dùng phá cái bột nhẹ nha. Mình sẽ dùng phá nhẹ thôi vì tùy theo cái răng cưa, nếu mà răng cưa càng lớn thì mình phá bột càng nhiều càng nhanh. Mình sẽ phá nhẹ hai bên ha, nhẹ cái phần mà bột nó không có được bằng á, mình sẽ phá nhẹ bằng tay này. Những cái đầu dũa mà tôi xin đó.
Hi Bảo Wow, hi Mia, hi Linh Trần. Ok, bây giờ mình xong rồi, mình sẽ qua cái phần giữa này. Đây ha, đây là cái cây mà Christine sẽ dùng để chạy cái phần cuticle. Mình chỉ cần đi nhẹ nhàng thôi, không có nóng tay nha. Mình chạy thật là nhẹ nhàng ha. Giờ này nó có cái những cái máy treo này rất là tiện, máy bàn á, mình cầm đi đâu cũng được. Hai Nhật Trần, hai Steven. À, cả nhà vui lòng chia sẻ giúp các Christine là cái like này nha. Thank you. Đó, mình sẽ dụ nhẹ nhàng thôi. Hai tim tim chân. À, chắc mọi người không thấy rõ đúng không? Vì bị những cái hàng chữ nó che mất rồi. Màu đẹp quá ha. Chúc cả nhà hôm nay làm việc thật là hiệu quả, nhiều nhiều khách nha. Hai chị Trang Trương, giờ mình chỉ cần qua cái phần đính đá. Hôm nay là Christine đính đá sẽ dùng cái gummy treo nha, mình sẽ đính đá bằng gummy treo. Thank you.
Bây giờ là mình xong cái phần dụ ha. Mình sẽ qua cái phần đính đá bằng gum gel. Mình sẽ cho người khách đi rửa tay trước khi làm. Đó, trước khi đi mình sẽ ngắm lại cái bộ nail của mình. Còn cái gì sữa không nha? Đó, mình sẽ chỉnh lại step cho nó ngay. Sau đó mình mới cho người khách đi rửa tay nha. Hi Natalie, hi Tina. À, cả nhà nghe tiếng của Christine có nhỏ không? Có bị nhỏ không? Nghe có bị nhỏ không và có rõ không? Hai Phan Phan Lan, ok. Hello Chris. À, mình sẽ chỉnh lại xếp cho nó đều nha. Ok. Và bên này cũng vậy. Ok, wash your hands. Yeah. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần design ha. Phần design thì mình sẽ vẽ vài thêm vào những cái cánh, những cái thêm những cái lá, gân lá. Và có một ngón design bằng diamond cái mì treo. Đó, mình sẽ clean những cái chỗ này trước. Hôm nay là Christine sẽ sử dụng cái chai này ha. Cái hiệu chai màu đen này để mà vẽ cái design, cái gân lá. Chai này, hiệu này nè. Hiệu này nó có cái độ màu đen nó đậm, nên khi mà mình dùng cái nail air á, mình vẽ những cái line á, thì nó sẽ đậm. Và mình chỉ cần vẽ một lần thôi. Nothing they can see it. No see it? Okay. Thank you. Yeah, this side right here. Thank you. Mm-hmm. Yes, it's okay. Khi mà vẽ là hơi rung nha. Bây giờ là Christine đang hơi bị rung. Cây cỏ nó không biết chuyện gì rồi. Thôi được rồi, okay. Đợi chút xíu nha. Đợi chút xíu nha. Đó. Cây cỏ của Christine nó bị dính acetone, nó bị cứng rồi. Đợi
chút xíu. Christine ngâm cái trà acetone cho nó ra. Bây giờ là Christine thử sơn cái chai mát coi nó như thế nào. Vì cái người khách đó là nó muốn coi thử cái mát như thế nào. Nếu mà nó đẹp á, thì nó sẽ giữ cái mát ha. Nên là Christine sẽ thử hai ngón cho người khách xem. Christine sắp hoàn thành xong cái design ha. Nên khi mà làm vừa làm cái bột mà vừa làm design thì cái thời lượng nó hơi lâu chút xíu. Ok, yeah, let's go. Hai bảo tôn đó, sự trở lại. Bây giờ là mình sẽ cho cái like được là mỏng thôi. Mình sẽ outline cái lá này nha. My boss này cũng là một. Đợi Christine chút xíu nha. Mình sẽ đổi cây khác. Mình sẽ tạm thời dùng cây này đi ha. Cây này nó hơi lớn chút xíu. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi. Mình sẽ outline cái lá này, làm cho cái lá này nổi bật thêm ha. Khi mà mình đi những gân lá ở trong á, mình không có nhất thiết là phải cho nó đều đó, và mình đi theo những cái original mà nó có. Mình đi theo những cái original mà nó có. Mình cố gắng đi những cái gân lá thật là mỏng thôi. Mình đi cho nó thật là mỏng. Bây giờ mình xong cái phần lá ha.
bên này mình sẽ qua cái lá kế tiếp. Không? Ok, inside. Có này là cô xin sử dụng nó hơi bị dài ha. Cây này nó dài lắm. Cái cỏ này là mình có thể là đi được những cái đó, bên này khi mà Christine vẽ mọi người thấy rõ hơn ha. Vì cái bên tay kia thì nó hơi bị che. Mình sẽ đi cho nó thật là mỏng thôi. Cố gắng đi càng mỏng càng tốt ha. Vì nếu mà nó đậm quá mình sẽ làm cho cái design của mình nó show up quá, nó nổi bật hơn những cái ngón khác. Bên này thì mình sẽ có hai cánh và hai lá. Khi mà mình đi những cái dài, mình đi những cái cỏ dài như vậy đó thì mình đi từ từ nhẹ nhàng và đừng có ấn mạnh quá. Bắt đầu thì mình sẽ đi những cái gân lá ở trong. Mình sẽ dựa theo những cái gân lá mà nó có sẵn ở trong cái bông khô của mình á. Nhưng mà mình đi nhẹ nhẹn thôi ha. Tùy theo cái mức độ cái line mà mình có, mình sẽ đi càng mỏng càng tốt. Và có đậm có lợt ha. Mình sẽ đi cho nó mỏng càng tốt. Mình sẽ kết chúng lại với nhau giống như cái lá khô vậy đó. Bây giờ là mình có hai lá. Lá này giống lá mùa thu quá. Giống lá mùa thu thiệt. Ok, inside. Bây giờ là mình xong ha. Mình xong cái phần này. Mình sẽ qua cái phần chấm tay mình bằng cái mì cho. Đây là cái gam mì treo làm mà Christine sẽ sử dụng cho cánh đá. Cái hộp đá đâu rồi ta? Đây là cái hộp đá nha. This one inside ready? Yes. Yeah, ready. Okay. À, mình sẽ sử dụng một chút xíu gấm mì treo. Bây giờ mình sẽ ngắm cái diamond của mình ở những chỗ nào mà mình cần gắn đá hoặc là không cần gắn đá. Đối với cái ngón này là mình sẽ tập trung gắn những cái diamond lớn nha. Đây mình ở từng vị trí. Cái vị trí này là Christine sẽ cho cái diamond lớn nên là Christine sẽ cho cái gummy gel nó hơi nhiều một chút xíu. Và mình sẽ từ từ đi xuống. Đó, ha. Mình sẽ cho nó như vậy. Mình cho tới phần dưới luôn. Sau đó mình sẽ phủ một lớp top thật là mỏng thôi. Lớp top đây ha. Thank you Chris. Thank you Đỗ Trần. Mình cho nó thật là mỏng thôi.
mình không vuốt nha, mình chỉ là nhẹ nhẹ lướt qua thôi, thấy không, nhẹ nhẹ thôi nha, nhẹ nhẹ trên mặt của gummy gel thôi. Sau đó mình sẽ vuốt nhẹ hai bên ha, mình đính đá, mình sẽ đính những cái viên đá lớn, nên là tùy theo cái viên đá như thế nào và mình sử dụng một lượng cái gummy gel thích hợp. Mình nhấc cái đá của mình vào. Đó, mình sẽ zoom lên cho mọi người thấy rõ hơn ha. Đây là cái đá ha, là Christine nó cắn vào rồi. Bây giờ mình sẽ thêm những cái viên nhỏ vào. Đây, một cái ở trên này. Và một cái ở dưới này trước đã. Và sau đó là Christine sẽ cho những cái màu gold ha, diamond gold bên hông. Không nổi quá. Christine sẽ lấy ra. Mình sẽ quyết định là đi hết bằng cái rainbow. Mình sẽ bao xung quanh cái diamond của mình ha. Mình đặt vào đây. Đặt vào đây. Và đẩy cái diamond lớn về chút xíu. Không có được méo ha. Và mình tiếp tục cho nốt những cái diamond còn lại vào. Đó. Mình sẽ xích qua bên này chút xíu ha. Hello Sharon, hai Trang Nguyễn, hai Khan Nguyễn, hai em Hải Hồ. Ok, bây giờ là mình sẽ cho nó vào đây. Vào đây từ từ. Và từng bước một. Đó, mình sẽ cho nó đầy. Nhẹ nhàng. Đó, từng viên một và nó sẽ đầy móng đúng không? Đó, bây giờ cái tay của Christine nó có keo á, thành ra nó rất là dễ dính. Nó dính lắm. Đụng trúng là nó dính rồi. Đó, mình sẽ dịch những cái diamond này lại cho nó đều. Mình sẽ xoay ngược lại ha. Coi nó có cái diamond lớn của mình á, nó có ngay không. Khi mà nó ngay là được rồi. Đó, ở trên đây là mình sẽ cho nó thêm một cái viên nhỏ nữa để cho nó không có bị cô đơn. Ở đây nè. Đó, mình sẽ cho nó một viên nhỏ nữa ha. Và cái phần dưới này cũng vậy, mình sẽ cho nó thêm hai viên để cho cái design của nó dài ra. Cái diamond á nó sẽ dài ra. Đây ha. Và mình sẽ cho thêm một viên nữa, viên diamond nữa, để cho cái design của mình nó dài ra. Hoặc là mình có thể là thiết kế cho nó đi xuyên suốt cái móng luôn cũng được. Ôi trời, nó méo rồi. Chỉ cần đụng nhẹ là nó đã méo rồi.
đây ha. Mình sẽ can ngay từ đây và tới đây. Nên trước khi để vô máy á, mình có thể thay đổi ha. Còn nếu mà mình ok, bây giờ nó đã đều rồi, nó vừa ý của mình ha, thì mình sẽ để vào máy thôi. Trước khi để vào máy á, thì mình sẽ dùng cây cọ của mình á, mình đi lại cái phần top ha. Nhẹ nhàng thôi, giúp nhẹ nhàng thôi. Ok, insert. Đó, và mình sẽ tiếp tục cho cái ngón còn lại. Đi xa dễ thương quá. Mình cũng sẽ đi hello Hoa Lê à, hôm nay Christine like hơi sớm nha, nên là em không phải em vô trễ mà chị like sớm quá. Mình sẽ cho cái lượng lâm mì treo vừa đủ ha. Hai bên mình cũng không nhất thiết là mình sẽ để cho cái đai mình nó giống nhau, mình sẽ design nó khác một chút xíu cũng được. Hai chị Thiên là Nguyễn, khỏe không Hoa Ly, khỏe không? Anh vô danh nói cái gì mà Christine không có hiểu nha, thông cảm nha, không hiểu là như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi những cái đi lại cái diamond. Just relax, yeah. Mình sẽ đi giống cái bên kia đi ha. Cho nó không có khác nhiều quá và khách hàng nó cũng vui vẻ. Hai rưỡi nha chị. Ôi trời rồi, trễ rồi. Khách này có hẹn em hả chị? Mấy gì? Khách hay có hẹn với em hả? 2 giờ. Ôi trời, 2 giờ rưỡi rồi. Kali là 2 giờ rưỡi rồi. Đó, Christine trễ hẹn với khách rồi. Cứ tưởng là 1 giờ mấy mà không ngờ là Christine làm lâu như vậy. Đó, sắp xong rồi ha, sắp xong rồi nha. Mình đi từ từ và nó sẽ xong. Chị lát điện khách 4 giờ giờ giùm em nha. Không lát em làm không kịp đâu á. Mình sẽ chỉnh lại ha, chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Đẹp quá à. Let me see. Thank you Hoa Ly nha. Đây là nó đã đều rồi. Bây giờ là Christine sẽ cho nó vào máy ha.
Hy vọng là Christine sẽ làm những bộ móng đơn giản hơn, những cái design đơn giản hơn ha, để chia sẻ cùng mọi người. Vì nếu mà những cái design mà nó phức tạp, đòi hỏi thời gian và chi tiết quá, thì khi mà làm live thì nó rất là lâu, đúng không? Nó rất là lâu, mọi người không có kiên nhẫn và cũng không có thời gian để mà theo dõi ha. Nên là sẽ cố gắng làm like những cái design đơn giản thôi, để chia sẻ với anh chị để mà nó dễ kiếm tiền hơn. Đó, bây giờ mình ngắm là ok, mình sẽ để vào máy và insight. Bây giờ là mình xong rồi ha, về cái phần design. Đối với những cái design này mình có thể thêm một chút xíu vào đây cũng được. Đây ha, khi mà mình dâng tóc vào rồi đó, rất là ưu dễ thương nè. Ok, inside. Sweet. This one. Mình sơn top vào cái design này ha. Bây giờ là mình có điểm nhấn là hai ngón rồi đấy. Bây giờ là Christine sẽ cho một chút xíu cái đây mình ở đây nha. Cho một hai ba viên thôi. Ok, inside. Và cái ngón này nữa. Christine sẽ cho một chút xíu đây mình ở đây. Ở bên góc này ha, một chút xíu cái mì treo. Vì nếu mà một ngón đây mình mà nó như vậy thì nó hơi bị lạc loài ha. Mình sẽ cho một chút top vào đây. Mình sẽ design cho cái diamond nó vào trong góc ha. Mình sẽ sử dụng cái hộp lớn hơn. Mình chỉ cần 3 viên diamond thôi, không cần nhiều ha. Đây, nó ra một góc như vậy. Sau đó mình sẽ nhìn ngắm lại cái diamond của mình ha. Nó có phù hợp không? Nếu mà nó phù hợp, mình tiếp tục để vào máy cho nó khô và hoàn chỉnh. Đó, về cái móng này. Trời ơi, nó lên seashell nó đẹp quá. Seashell nó bóng lắm. Thank you Hải Hồ nha. Thank you baby. Mình chỉ cần sơ một lớp mỏng thôi. Ok, inside. Đó, và cái ngón này cũng vậy ha. Christine sẽ cho một chút xíu cái mì treo và mình chỉ cần đi 3 viên diamond thôi, không cần nhiều ha. Vì nếu mà một ngón mà nó một ngón á, thì nó hơi lẻ loi quá, là Christine sẽ cho một cái diamond vào đây. Mình sẽ vuốt lại hai bên nha. Mình đừng có cho nó mất shape ạ. Nó mất shape là nó không có đẹp nữa. Đâu, mình đi xung quanh cái góc của mình ha. Đó, bây giờ là mình có vậy rồi. Dễ thương quá à, khi mà sơn tóc lên dễ thương quá à. Mình sẽ cho cái ngón này nữa ha. Đó, bây giờ là cái design của mình là hoàn chỉnh. One more time.
Thank you. Khi mà mình dùng cái mì treo á, mình phải cho nó là 1 phút nha, hơn 1 phút nha. Vậy thì cái diamond của mình nó mới last long. Dễ thương quá. Ok, inside. Treo hả? Treo là số mấy hả? Hi Vivian, hi China. Thấp treo đây ha, thấp treo của Just Nail. Thank you Hoa Ly. Thank you Sammy. Dạ, bây giờ là Christine sẽ xong và sẽ chuẩn bị chụp hình ha. Ok, bây giờ nó đã xong rồi. Đây là cái bộ nail là Christine đã xong ha. Bây giờ là Christine sẽ cho cả nhà thấy. Cái design hoàn chỉnh. Và bây giờ là Christine chỉ cho vào vitamin E nha. Cái hộp xoàn thiết kế hả? One more time. Yes. Mình sẽ clean hai bên hông nha. Cho da tay cách nó không có khô đã. One more time. Then I cut a picture for you, okay? Mm-hmm. Thank you so much. One more time for the side? No, that's be finished. So only this side. Đúng rồi, chụp hình nha. Là bây giờ là Christine sẽ chụp hình. Okay. Here. Give me your hand. Mình sẽ cho hai bên dầu. Ok, bây giờ là cái like của Christine hoàn chỉnh rồi đó. Cảm ơn cả nhà theo dõi. Cái like nó quá dài đúng không? Nó gần 2 tiếng á. Ok, yeah, this side. You don't touch, ok? Ok, để như vậy đi ha. Cả nhà thì nó dễ hình dung hơn. Ok, hay là để vậy nè. Yeah, like this, ok? The thumb here. Just relax your hand. Yes. Ok, bây giờ là Christine sẽ xoay cái tay lại cho cả nhà xem cái design mà Christine mới xong nha. Just keep your hand. Yeah, keep like this, ok? Đó, bây giờ Christine sẽ tháo cái camera xuống ha. Và quay cho cả nhà xem cái design mà Christine mới xong ha. Đây là bộ nail của Christine mới xong ha. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả nha.